rồi mà nó phát động cái nhà thờ Saint Columban mà Gloria 3 đó. Dạ vâng. Ui rồi. À, cái vấn đề là phải cẩn thận à. Nếu xếp nó vào trong cái bối cảnh đó thì tôi lại xin nhắc lại một lần nữa là cái người Công giáo đó nó thấy rằng Đức Giáo Hoàng có vẻ nhu nhược quá. À, Đức Giáo Hoàng khi mà ông chủ tịch nước đó Trần Đại Quang đi qua gặp Đức Giáo Hoàng thì hai vị này không phải là có thỏa thuận ngầm gì cả, nhưng mà để lược lại cái kiểm điểm tình hình xem rằng là chúng ta sẽ giải quyết thế nào về cái đàn em của chúng ta, về các linh mục của Vatican và bên này là về chính quyền của chúng tôi, đúng không ạ? Có những cái vấn đề nào khó khăn đừng có để cho bị sa vào những các cái sai lầm lớn. Câu chuyện nó có thế thôi. Thế thì nhưng mà cái cộng đồng Công giáo ở đây đó thì nó thấy rằng thì là Đức Giáo Hoàng đi một cái con muốn gần như là ông ấy biết điều quá, cho nên nó mới tổ chức hai mặt, tức là thứ nhất là cái câu chuyện mà đi cái chết của ông Mai Thanh Lương đó, của giám mục Mai Thanh Lương đó, nó tổ chức nghĩa là hết sức là hoành tráng, không có một cái tức là về người thì hắn ấy tổ chức cái cha Mai Thanh Lương, còn về tiền tài đó thì cái Gloria 3 cùng với Thúy Nga Paris đó, mà nghĩa là nó bán là tất cả nhà thờ, mà bán với cái giá ủng hộ không biết là bao nhiêu tiền. Thành ra đó khoe về cái vấn đề nhân lực thì là cái đám ma của giám mục Mai Thanh Lương, và về tiền tài đó thì là Gloria 3 và còn nhiều các cái khác nữa. Thành ra cái người Công giáo, cái bọn mà truyền thông ở đây này, thằng nào cũng là thằng đấm ngực hết, đấm ngực tất cả, đối tại tôi đối tại ngoài đời không, nhưng mà nó lại không đấm ngực nó đấm ngực người khác, nó mới hay ở cái chỗ đó. Tôi chứng nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, thành ra và cùng anh chị em tất cả những thứ Nguyễn Hữu Công này, tất cả những thứ mà truyền thông ấy, tức là thay vì nó đấm ngực và nó ăn năn tội thì nó đấm ngực thằng khác. Nó nằm xuống luôn. Nó truyền cái độc mày căm thù đi, không ạ? Mày căm thù đi. Tao thì là tao không có ăn năn gì hết mà mày thì mày nuôi cái căm thù đi, không ạ? Nói chuyện bác hôm 24 thì chúng tôi có đi làm một cái phóng sự thì công nhận rằng năm nay là buồn. Vắng. Cái nhà thờ Thanh Columban thì hết chỗ đậu, thì thường đó là thanh lễ rồi. Tôi ngồi sau xe bác mà tại bác không biết đâu. Thì tôi vào trong đó, tôi quay đằng trước, xong đi vào trong nhà thờ luôn, quay cái thanh lễ đầy hết, đầy nghẹt người. Thì cái niềm tin của con người vẫn có. Chỉ có những cái và cái phong trào giáo dân đó, họ đang đi cái sai đường. Và năm nay đó, thì cái phong trào giáo dân có vẻ im lặng. Tại vì giờ ông Lê Trinh Thông không phải im lặng thôi. Thế ông Gò Vấp 69 ông ấy đưa lên trên diễn đàn rồi. Ông mang con ông Lê Trinh Thông ra là bác sĩ chiropractor, đó là cái chữ mà đấm bóp. À cái thằng gì đó, cái thằng điên đó, cái thằng mà 405 đó, cái thằng đấy. Thì có văn phòng ở dưới đó, ở chỗ ông vai đó, thì rồi có một ông một đứa thì là luật sư, và một đứa thì làm ấy. Thì ông Phượng Hoàng cũng đưa lên trên các diễn đàn rồi, ông nói là bị tịch thu bằng hành nghề, rồi là bị cái tội xâm phạm thân thể người ta, tình dục này kia. Cái đó mày bỏ đi, ông ấy hãy còn tỉnh táo, mày không có nói làm gì. Dạ. Nhưng mà cái câu chuyện rằng đài này nó quyên góp xong rồi, Nguyễn Hữu Công là chúng tôi vẫn cái tinh thần như mọi năm. Mọi năm Lê Tinh Thông cái quỹ hy vọng là làm bậy rồi. Quỹ hy vọng là tiền của người ta trừ nghiến đi để mà góp cho cái quỹ khiếu kiện. Dạ vâng. Cái điều đó là
nhà nước Mỹ nó không bao giờ nó để yên đâu. Dạ. Còn hôm nay thì mới bắt đầu chuyển hướng ra là bảo vệ môi trường với lại gì đó. Dạ, vâng. Làm những cái chuyện đạo đức đó, nhưng mà cái tội của mày năm ngoái nó khác à? Tội à, vâng. À, à, cái tội của mày làm sai, tiền người ta đưa vào mày trừ nghiến đi. Rồi bây giờ đó, cái Gloria Bar đó, yeah, mà mày bán thế này không biết bao nhiêu tiền này. Cái thu kia, được à, đó là hôm đó là tại chỗ là hôm cái Gloria Bar đó là thu được 375 ngàn. Bây giờ bán những cái DVD vẫn quảng cáo trên các cái đài truyền hình, bây giờ bán nó à, kinh khủng. Dạ, thưa, kinh khủng, à, kinh, kinh khủng, cái đó là không biết là bao nhiêu tiền và ai làm chứng cho những cái tiền. Nhưng mà in bao nhiêu cuốn. Ngô Kỳ đang đánh á. Ngô Kỳ thấy tiền nhiều quá, Ngô Kỳ nhậu rồi đánh nhé. Nhưng mà Ngô Kỳ đánh chưa đấy là không, Ngô Kỳ có tiền hay không mình không biết. Nhưng mà làm cho cái là Trịnh Hội phải phải dẹp bỏ. Dẹp bỏ cái chương trình Giáng sinh mùa vọng, Giáng sinh hôm hôm 22 tháng 12 vừa rồi đó, thì cũng bị dẹp bỏ rồi. Thì cũng là tôi nghĩ là cái ảnh hưởng của Ngô Kỳ cũng cũng có hiệu nghiệm đấy. Không, Ngô Kỳ là tôi thấy rằng đấy mới là người tiêu biểu, đấy mới là người nó là phải gan lì và và giờ này nó mới là thằng xám hối. Giờ này là nó nghịch cộng đồng, nó thấy rằng thì chúng mày hèn quá, chúng mày làm hàng giả, tao đây này tao mới dám làm hàng thật. Ngô Kỳ là cái thằng mà nó bắt cái chậu rửa chân đó, rồi mấy cái thằng này mấy cờ vàng ba sọc đỏ nó nắm được tay. Mày bịp, mày liên lạc với Cộng sản rồi, mày ngồi với Nguyễn Tấn Dũng rồi, mày ngồi với gì đó, rồi mày cứ nói rằng thì là mày chống cộng. Đây này, tao bắt được bằng cớ này. Vâng, thưa cái bác biết là cái vấn đề ông Ngô Kỳ là ông có một cái xe van sơn tất cả màu vàng, trong rồi có ba chọc đỏ, ông đậu trước cửa cái chợ Little Sài Gòn của ông Trần Vũ. Chính ông mà trung tá Cung Củ Đậu, tức là Phạm Đình Cung này, phải mang $5,000 ra tiền mặt cho Ngô Kỳ. Ngô Kỳ mới mang cái xe ra đi đậu ở chỗ của Nguyễn Hữu Chánh. Sau này cái chỗ Nguyễn Hữu Chánh bị cháy cái thì là Ngô Kỳ mới mang chiếc xe đó đi qua đậu ở chỗ VNA TV ở trên đường Nelson, sau lưng cái chỗ mà Home Depot. Thì ngày hôm kia khi nhân tiện ra cái chỗ San Columban để quay cái video thì chúng tôi có đi ngang qua đó, thì cái cách đây 2 tháng chúng tôi đi qua đó thì cái xe van hãy còn, nhưng mà bốn bánh nó xẹp. Thế bây giờ tại vì VNA TV họ rời đi chỗ khác rồi, họ đi rời qua đường New Hope mới lại đường Trust, thì cái chỗ đó bán cho công ty Mễ. Thì bây giờ thì hôm nọ tôi đi qua thì nó đã dẹp đi rồi. Thì nhân tiện mà cái hôm mà chúng tôi mà chụp cái hình nhá, cái xe van xong bốn bánh xe xẹp đó, chúng tôi có đưa lên bà con coi, thì tội nghiệp cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa thật, vứt ở trong đó rồi bụi bậm nó đầy hết, và bốn bánh xe xẹp là tôi mới nhớ lại cái câu chuyện Tiếu Lâm nha. Thì quý vị, một ông giám đốc buổi sáng đi vào làm việc, đi ngang qua cô thư ký riêng, cô thư ký bảo: "Ông chủ ơi, ông quên kéo cái cửa gara, ông quên đóng cửa gara." Thì tôi thấy rằng là chỉ nói như vậy thôi. Ông chủ cũng quay lại ông bảo: "Thế cô có thấy chiếc xe GMC, tức là cái xe giống như xe vận tải của ông Ngô Kỳ đó, cái đậu trong đó không?" Cô thư ký này cũng chanh chua lắm, cô trả lời nó bảo: "Không, tôi chỉ thấy một cái xe Honda Civic nó nhỏ này, mà bánh xe nó xẹp hết này." Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi kể câu chuyện này là để mà gọi là chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Mời các bác nếu không có gì thì mình chia sẻ nữa, thì mình tạm thời chia tay.